Ok, và chào các bạn. Và chào các bạn đã quay trở lại với PUBG Mobile. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chơi với anh Quý và em Giao Hình. Part 3. Tập 3. Ok. Alo. Ủa anh đâu rồi? Mình đi theo anh nhá. Đừng đi lại em thật. Ok. Thôi rồi. Đi anh. Đi theo cùng nhá. Đi chung nhá, đừng đi riêng. Đi riêng là coi như là bị nói chung là đi riêng không tốt đâu. Bơm mọn đấy. Anh ạ. Toàn bị bọn nó bắn nha không à? Không à. Ô, có cái thứ gì lạ lạ này. Boss. À, đâu boss đâu? Đâu? Ở trên này sẽ có những con boss đấy. Đây à. Để ném thử cho bạn. Mày đã bấm cái bản đồ đi. Bấm cái bản đồ. Rồi phóng to ra sẽ thấy mấy cái chỗ điểm gọi là điểm boss. Thấy rồi. Bây giờ mình phải đi kiếm đồ đã. Giờ tiến thử ra đánh nhau với con boss. Chơi không? Đánh boss á? Đánh boss á? Đánh anh là mấy cần chuẩn bị á? Kiếm đồ á. Ra luôn không? Cho em hỏi được. Cho em hỏi được. Ừ, hỏi đi. Hỏi thằng mày. Anh là mấy cần zombie á? Anh không biết nữa. Nhưng mà boss ở đây nhiều loại á. Anh nói chung đây đầu tiên anh chơi sự kiện. Anh ơi nhảy cho anh. Cho đây một phần sự kiện rồi. Đây sự kiện. Ok, và các bạn thấy là toàn những gọi là boss ở đây, các bạn nhìn. Ok, mình sẽ nhảy đây nhá. Đây khu vực boss của chúng ta. Anh ơi, nhảy đến cái chỗ mà nhiều nhà anh ạ. Nó khó đấy. Đầu tiên mày đừng có chuyện ta boss này. Anh ơi, nhảy ở đây anh ạ. Thôi. Cô máu là liều nhiều à. Không quá đâu. Lút cây súng rồi bắn. Út cây ơi. Đi cùng với anh Brutai nhé. Đi cùng với anh. Okay. Đi đánh okay. Boss. Nhảy nhanh. Nhưng mà em nhà lấy đồ đã. Tất cả mấy em nó bị lát. Đặt cấu hình, đặt đồ họa thấp đi đi. Thôi. Về đây okay, các bạn. Em có con gì anh ơi. Ok, lấy đi. Ui. Ở đây là giáp. Và đây là cho các bạn thấy. Là ngày mình nhảy dù khá là chậm. Bởi vì mình đang quay nên rất là khó khăn. Ok. Xúc lực đó. Ok, bạn em cảm nhé. Chuẩn bị rồi tiếp. Này mới có boss. Đi okay. nhớ nghe theo lệnh anh nhá. Nghe theo lệnh. Ok. À, có đối kìa. Theo người em. Mình có súng VS này. Còn đi. Được. Ngon, ok. Em có shotgun rồi. Không sợ đâu. Boss này. Ở đây. Mà thằng boss có thằng boss có không? Có, nó bắn khoảng 3-4 phát chết luôn mày em. Em có biết người mới có boss mà. Nhờ người ạ. Không, boss đây chỉ giống, nó giống như một cái giả lập ấy. Cái con này nó không thể. Và em thấy một cái xe chạy đằng kia. Ok. Ok, dân 230. Ok. Và hiện giờ là không biết là ai bắn. Để tôi bắn. Để mình sẽ ra mình chơi vắt. À, đây là sau mình có đứa. Mày. Ui giời ơi. Đây đúng rồi, đây là người em ơi. Xuống bắn đi. Bot. Quên để bot. Đấy người. Bị mình diệt. Bắn nhau này chứ. Đấy, xong. Ơi. Thích đứng trước xe anh ơi. Xe đâu? Đang vừa nãy ok, vậy là... Trên núi ấy. Ok, vậy là một đứa thì đã bị mình tiêu diệt tận gốc luôn các bạn ạ. À, hình như là một đứa nữa mình sẽ tiêu diệt nó. Thử để em chút. Cái nút này vướng á. Đi rồi. Để em chút. Chỉnh nút à? Chỉnh. Bắt cẩn thận nhé. Nút này nó vướng thế nhỉ? Bỏ lên. Được bao nhiêu ấy? Nó cho anh. Có cái gì thế này về trời? Có tô nhá, có tô rồi. Đi đi. Anh chỉ gọi đánh dấu thôi, chưa đi. Đi ta đánh boss nhá, đánh boss. Okay. Không biết có gì không? Ok. Chỉnh cái nút này lên. Ok. Lấy
lấy nhiều đạn chưa? Anh ok, đạn đây có xe, tí mình sẽ đi sau các bạn. Mình tìm được cái ống ngắm để cho cái thằng AKM này ra nhá. Ok. Ok. Bảo cho cái này lên rồi. Lũ. Đây không, không có mấy cái nhà không có đồ ngon lắm nhỉ. Ok một cái một holo mà không có tác dụng okay. Gì mà ok đó này không bắn này không bắn trượt nữa ok và mình sẽ... em mà bắn trượt thêm lần nữa là ok mình sẽ tắt la đi các bạn. Bởi vì nó có một cái bánh nữa. Ui, có xe. Nhìn cái này, cắt thẳng bánh. Xe giả hay xe thật đấy. Đi. Vương ví chạy tới ba lô rồi. Chưa có gì để đỡ đít cả. Các bạn. Alo. Alo. Ok, ok. Okay. Mình vào đây mình sẽ nhặt mấy cái này để xuống. Và đầu tiên là các bạn phải nhặt súng trước tiên. Bởi vì nhỡ có thằng thì các bạn bắn được. Cứ nếu mà các bạn mà vào mà kể cả thấy súng cùi các bạn cũng phải nhặt. Đấy thì... thấy súng cùi cũng phải nhặt. Đấy kể cả cùi lục chắc nữa mà cũng phải nhặt. Để tự vệ. Chứ không thấy cùi mà các bạn nào mà không nè thì thôi xác định đơn là mà bắn thì chỉ dùng tay không mà một cái mẹo mà mình cũng nói cho các bạn đấy các bạn mới chơi hoặc là chơi lâu bắn bắp mà cũng chưa biết gì cả thì mà lên được chẳng thấy gì em vừa nhặt được cái băng đạn mà chán ghê em vừa nhặt được cái băng đạn em có thế thôi mình sẽ đi theo team này lút 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 anh ơi là hiện giờ là rồi anh ơi nhưng mà em chưa chuẩn có bị lựu đạn thôi em chuẩn bị rồi anh ạ mini bốn là gì UMP 45 mà không PP Precision thôi lấy cái này cho nó nhiều đạn các bạn ạ em ngu xuống tiền đó đấy. Thôi thằng này cút cút nhưng mà anh ơi em chưa có lựu đạn anh ơi em chưa có lựu đạn anh ơi chưa có lưu đạn có 15 cái băng gạc rồi vâng ạ chuẩn hết rồi đây. Đạn gì đây thuật gan này với cả gì đây Uzi à anh Uzi anh cũng không nhiều lắm đây đủ rồi mình sẽ có 12 đó là đạn đạn sọt gan đúng không. Ê, hình như bên này bắn đi. Như bên này có đứa à người ta thấy rồi thằng này thích trốn đúng rồi mình nghĩ là để team giết cho người chơi rồi chém ok nhá đi đi để đao mà chém ấy chém ấy đánh nó chơi mày mày anh xin khẩu barrel nhá. Ôi, khẩu nhắm mạnh nhưng mà khẩu rất là ít đạn. Út hết rồi. Rồi đi nào mấy đứa ơi. Okay, đi 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 đi. Ra xe ra xe ra xe ra xe. Bắn nhau bắn nhau. Có chưa? Đi em ơi. Có đủ rồi. Lấy xăng làm gì hết xe đổi xe khác. Đi nào mấy đứa. Đi bằng bóng. Không có xe khác không có xe khác sao? Không có xe khác đi bộ. Không có xe ô tô có xe ô tô đi ô tô. Đi ô tô. Anh có ô tô. Lên khó khăn thế nhỉ. Út thật. Lúc đầu lấy sẽ được một cái đạn. Anh đợi em anh. Đợi em anh. Nào 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 nào. Search for vehicles. Đi nhá. Đi đi điểm này. Ok. Ok. Em đặt điểm cho. Điểm cho. Đi ra cái điểm. Bắt đi nhá. Còn đấy. Còn đấy. Em chỗ này có bot không nhỉ? Ờ chờ tí. Xong đến đấy. Xong đến đấy. Đi yêu cầu nhỉ? Xong. Đi yêu cầu à? Đâu? Đi
thì đi qua cầu á. Có đứa anh ơi. Em thằng kia người ấy. Chơi không? Có thằng kia người ấy. Thằng đây bắn anh người ấy. Chơi không? Để em xem đứa nào. Đấy anh đang thò đây. Sao không thò được nhỉ? Ôi ôi. Anh ơi, đứa này anh ơi. Tôi tôi tôi. Không sao không sao không sao. Mất nửa máu, mất nửa máu. Sao cả? Sao cả? Ok. Ok. Đây đi. Ok. Đi đi. Cứ hồi máu đi. Tao hồi. Nhưng mà mót nhá. Zombie. 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 Không biết là có đúng zombie hay không, nhưng mà chỉ biết rằng là chỉ có boss. Boss chùm, chùm rất trời. Qua cầu rồi. Qua cầu rồi. Bây giờ làm gì? Ta đã boss nhá. Thế thế thôi. Các bạn. Boss chết rồi sao em ơi? Boss chết rồi. Boss chết rồi. Ờ chết rồi. Chết rồi. Có thuyền kìa anh ơi. Chắc là vẫn còn đồ ấy. Bắn nhau ấy, bây giờ ra chỗ này bắn nhau ấy, chơi không? Thôi 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 em ơi, em mặt cả lắm. Ok. Bắn nhau ấy. Yo. Yo. Cần một sự khăn chắc. Bắn nhau rồi, bắn nhau. Qua đường ra. Đây đây, bắn nhau rồi. À bên ngay đây có boss này. Cứ bắn đi. Bắn đi, bắn đi, bắn đi. Mày. Bắn đi. Em đổ khẩu, em một khẩu. Thoát. Nhanh nạp đạn nhanh lên cái súng này. Mày chết. Một. Chết đầu. Có tới đầu anh ơi. Lê xử. Ui, có một thằng có thằng Tamini, Ui dồi ôi, ôi giời ơi, anh ơi, chết rồi. Thôi. Bỏ đi. Vô. Tên bò nốt. Thôi toang rồi anh ạ. Rồi chạy thôi. Cục đá. Ok, mình sẽ quan sát đồng đội của mình. Chán quá các bạn. Chết luôn. Bên kia. Tìm nhóm. Chị nhà anh ơi. Chị nhà màu đỏ ấy. Nhanh nhỏ. Ây à, bắn gì ấy? Ây à, tên bố em bắn này sao? Mình... À, nó đau quá. Nó bắn dưới, bắn trên của anh ạ. Đau, của tôi. Tôi, mày. Đừng bắn tao. Băng gạc. Ngang ngên. Ok, vậy là mình đã xong rồi các bạn. Số nhỏ quá. Em có trải những cái gì ơ? Đừng. Ê, nó dưới cỏ. Có xe nữa. Cái gà để em nắm. Ok, và thôi cảm ơn các bạn xem clip tôi. Chào các bạn nha.